Chú, hôm nay chú sao vậy? Có chuyện gì bực mình hả chú? Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới tức muốn lộn ruột. Con mụ là cái gì mà tới nhà chú la ó sùm? Chú đang nói tới mẹ của Dân đó hả chú? Còn ai nữa? Đúng là quan gia ngõ hẹp. Hay là để mai thay thế chú sắp xếp hết mọi thứ nha. Sắp xếp cái gì? Thì mai sẽ sắp xếp cho hai người đó không còn yêu nhau nữa là được chứ gì. Alo, cái gì? Được rồi, tôi tới liền. Chú, bộ có chuyện gì hả? Mấy báo chí nó kéo tới vụ nguyên liệu á. Đi, đi với chú. Đi. Làm gì có cái chuyện mà công ty mình nhập nho dập để làm rượu chứ. Chắc chắn là có ai hại rồi chú ơi. Nhưng mà báo chí đã lên tiếng, chắc chắn phải có bằng chứng, họ mới dám nói như vậy. Không lẽ là... Sao? Cháu nghi ai? Nói đi. Cháu không có dám chắc. Nhưng mà chú ơi, bình thường ảnh chính là người giao hàng rồi nhận hàng trực tiếp mà. Thằng này, thằng Tính, mày dám hả? Bây giờ mình phải làm sao hả chú? Mình còn phải tìm ra thủ phạm rồi xử lý công khai nữa chứ. Chỉ có cách đó mới dẹp yên chuyện này được thôi chú à. Bằng mọi giá, mình phải làm sao cho nó tự thú mới được. Cứ từ từ đi. Chú, bộ chú gọi cũng không được luôn hả? Hay là có khi nào ảnh sợ quá rồi ảnh bỏ trốn luôn không chú? Chú, cháu có cách này nè. Có chuyện này Dân không muốn mẹ của Dân nghe đâu. Có chuyện gì bí mật vậy? Hình như những chuyện xảy ra gần đây đều có liên quan tới Mai. Mai Bảo. Mai. Tối hôm qua Dân phát hiện được Mai đang gọi cho mẹ của Dân đó. Nhưng mà có chuyện đó nữa sao? Sao Mai lại biết được mẹ của Dân? Dân biết lý do rồi. Mà khoan, lý do gì? Vậy là sao? Bảo không hiểu gì hết vậy? Tôi giới thiệu cho anh sơ sơ về nội thất căn nhà rồi đó. Ý anh sao? Để tôi về tôi bàn với bà xã tôi, rồi có gì tôi quyết định sao. Dạ, nha. Thì anh cứ về bàn bạc với gia đình đi. Rồi dạ. Chuyện giá okay. Cả thì tôi sẽ nói chuyện với anh sau ha. Ok chị. Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói sao? Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại muốn bán nhà vậy? Ở đây đang buôn bán thuận lợi, với lại bán gấp như vậy mất giá sao mẹ? Mẹ muốn đi khỏi đây, giá nào cũng bán. Mẹ, mình ở nhà này cũng hơn mười mấy năm rồi, khách quen đâu dễ kiếm đâu. Đâu phải mẹ nói đi á là đi hả mẹ? Mẹ nói đi là đi, con không cần biết lý do. Mẹ muốn con không gặp anh Nam thì con cũng đã làm rồi. Bây giờ mẹ muốn con phải làm sao đây?
Nếu như mình không đi khỏi đây, con sẽ còn dương vấn nó hoài, không quên được. Mà con không quên nó thì con sẽ không quen ai được hết. Tuổi xuân của con sẽ trôi qua. Mẹ làm gì được cho con mẹ cũng làm, huống hồ là bán nhà. Nam, mày nghe tao nói nè, tao không chịu đựng nổi. Mày dân bán hết nhà cửa, dẫn dân đi biệt xứ, biết đâu mà kiếm. Bây giờ mày tới đó chỉ làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Tệ hơn tao mặc kệ, tao vẫn đi kiếm dân. Nam, Dân ơi, Dân, em nghe nói không Dân? Mở cửa cho anh đi. Dân ơi, Dân ơi, nghe nói không Dân? Dân, con tính ra gặp nó đó hả? Mở cửa cho đi. Dân ơi, mẹ, mẹ cho con ra gặp ảnh nói chuyện lần cuối thôi không mẹ? Con đã hứa là sẽ đi với mẹ rồi mà. Mở cửa cho đi mẹ. Dân, có một lần thì sẽ có lần hai lần ba, rồi bao giờ con mới dứt được đây? Mẹ, Dân ơi, mẹ, Dân, buông mẹ ra. Con xin mẹ mà. Em phải phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai chứ. Chúng ta không làm gì sai hết, tại sao phải gánh chịu như vậy? Em nghe nói không Dân? Mở cửa cho anh đi. Dân ơi, Dân, Dân ơi. Bác, cậu la đủ chưa? Bây giờ đi khỏi đây, tôi kêu dân phòng bây giờ. Bác kêu đi, dân phòng hay công an tới cũng được. Cậu thôi đi. Bác không cần cản được tình yêu của con với Dân đâu. Tôi nhắc lại cho cậu nhớ, tôi không bao giờ cho phép con gái tôi qua lại với nhà Trường Thịnh hết. Bây giờ đi về. Bác không có quyền quyết định thay Dân được. Con yêu Dân và Dân cũng yêu con. Tôi không rảnh đôi coi với cậu. Bây giờ đi khỏi đây. Bác ơi, con xin bác, bác cho con gặp Dân đi bác. Không có lời nào hết. Bây giờ đi khỏi đây. Con xin bác mà. Đi về. Bác ơi. Đi về. Anh Nam. Dân. Anh Nam. Dân. Dân à. Mẹ, con xin mẹ. Con làm cái gì vậy hả? Đi về đi. Dân à, anh yêu em, em cũng yêu anh mà, đúng không? Thôi, đúng rồi. Mẹ con ơi, đi vô. Con yêu ảnh nhiều lắm, con không thể nào xa ảnh được. Con hả? Không được phép yêu người nhà Trần Thịnh, nghe rõ chưa? Nhưng mà tại sao mày lại cấm tụi con chứ? Con hỏi tại sao hả? Con muốn biết tại sao không? Nghe cho rõ đi. Hai đứa tụi bay là anh em con chú con bác ruột đó, nghe rõ chưa? Mẹ chỉ có một mình con thôi. Bao nhiêu năm vất vả làm lụng nuôi con, chỉ mong con sung sướng hạnh phúc thôi. Con biết. Nhưng tại sao số phận lại trớ trêu như vậy hả mẹ? Chuyện nó đã như vậy rồi, con phải biết chấp nhận thôi. Bây giờ con phải làm sao hả mẹ? Bây giờ con phải làm sao đây hả mẹ? Con
Con phải quên đứa con trai nhà Trần Thịnh đó đi. Cả nhà đó không ai tử tế hết. Mẹ ơi, sao con khổ như vậy hả mẹ? Mẹ xin lỗi. Mày nói sao? Anh em chú bác ruột. Sao kỳ vậy? Nam à, đi đi, mày theo tao. Đi đâu? Thì đi về hỏi ba mày. Nếu như là cháu ruột của ba mày thì ba mày phải biết chứ. Chắc là như vậy rồi. Ý mày là sao? Mẹ tao, mẹ tao biết chuyện đó mà không nói cho tao biết lý do tại sao nữa. Ê, đi đâu vậy? Tao không yên tâm. Tao qua bên đó coi dân như thế nào. Lỡ như dân bỏ đi tao không hay biết thì sao? Không được, tao phải đi. Ê, quay lại, quay lại. Ngồi xuống. Làm ơn, đừng có quậy lên nữa. Mẹ với chị nói vậy thôi. Bán nhà chứ phải bán cơm hay là bán rau đâu. Nó bán là bán hả? Nè, bây giờ mày yên tâm đi. Tao hứa cái vụ này để tao lo. Đảm bảo với mày, cái nhà đó chưa có bán được đâu. Ngày nào mà nhà đó chưa có bán được thì dân chưa có đi đâu hết á. Nha. Đành chịu thôi. Nhưng mà tao không muốn bất cứ vấn đề gì làm cho dân khó xử hết mày à. Bây giờ nè, trước mắt á, mày lo có vụ trang trại cho tốt đi. Giải quyết hết công việc trước đã. Đừng có để hàng tồn kho như bây giờ nữa. Biết rồi. Với lại á, mày có nghe mấy vụ lùm xùm bên xưởng rượu Trường Thịnh không? Tao nghĩ á, mày nên về hỏi thăm bác trai một tiếng đi. Tao không quan tâm. Tao đặt lo là uy tín của Trường Thịnh, không ít thì nhiều, cũng ảnh hưởng không nhỏ tới trang trại của chúng ta kìa. Ừ, mày nói cũng đúng. À, còn chuyện này nữa, Dân cứ nói với tao về mai. Dân nói gì? Thôi, không có gì quan trọng đâu. Vấn đề là như thế nào? Hả? Sao? Chỉ là chuyện công việc thôi. Dân nói mai thông minh, nếu như có thể nhờ mai giúp mình công việc bên trang trại thì rất là tốt. Dân lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác thôi. Thôi, tao có việc phải đi à. Với lại còn phải tranh thủ thời gian để hoàn thành sứ mệnh mày giao nữa. Đi nha. Đang lúc xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói ra chuyện của Mai với Nam càng tạo thêm ác cảm cho hai người họ, chứ không có ích gì hết. Dù sao thì Mai cũng là em của mình. Để hỏi rõ lại cái đã. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, lớn chuyện rồi chú ơi. Có chuyện gì vậy? Bài báo ra sáng nay đó, có tên của công ty nhà mình. Người ta còn chụp luôn tấm hình của chú nữa. Chào ông.
tiền xong, các cậu biết phải làm gì rồi chứ? Ông cứ yên tâm đi, chúng tôi có tiền đi nhậu chứ nói nhiều làm gì cho phí sức. Vậy thì tốt, ta đi. Đi mày. Đồ khốn nạn, đứa nào chụp được tấm hình này trước khi mình vào nói chuyện với họ, không phải là cô quan sát rất kỹ là không có ai sao? Phải, lúc đó mày rõ ràng chắc chắn luôn á, không có ai hết á. Vậy là sao ta? Chú đừng có lo quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi à. Được rồi, mình tới đó đi. Bà chủ, bà thấy chưa, ông chủ đi đâu á cũng dẫn cô Mai đi cùng hết á. Cô Mai phụ việc cho ông chủ phải đi cùng với ông chủ chứ sao. Nhưng tôi thấy thôi, chị lo làm việc cho xong đi rồi vô nghỉ sớm, tôi cũng vô nghỉ một chút rồi đi chùa đây. Dạ. Bà chủ này thiệt là hiền á. Rõ ràng cô Mai này cô đang muốn giành lấy ông chủ, vậy mà bà chủ báo biết gì hết á. Sáng sớm nhỏ này đi đâu không biết nữa. Dân ơi, Dân ơi, Dân, Dân ơi, Dân ơi, Dân ơi, Dân, Dân ơi. Anh cũng buồn lắm. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu và quái quăm tới như vậy? Em không muốn sống nữa. Em thật sự là không muốn sống nữa. Khi nghe tin anh với em là... Anh nghe vậy là sét đánh gan tay. Bây giờ em không muốn gì hết, em chỉ muốn chết thôi. Em đừng nghĩ quẩn như vậy mà. Để cho chính xác, anh sẽ hỏi lại ba anh một lần nữa. Cũng chẳng giải quyết được gì đâu anh. Cách tốt nhất bây giờ là em với anh đừng gặp nhau nữa. Dân à, Dân à, Dân à, không được đâu, mình còn nhiều việc phải làm lắm. Dân à, Dân.
mình sẽ kết thúc những ngày tháng này. Khi đó ông sẽ phải trả giá bởi những gì mà ông đã gây ra cho tôi và gia đình tôi. Chú, sao rồi hả chú? Hồi sáng giờ Mai gọi điện thoại cho chú mà liên lạc không được, Mai lo quá à. Ổn rồi, mọi chuyện xong hết rồi, Mai khỏi cần phải lo. Chú nói cái gì? Xong hết là sao? Còn mấy bài báo nữa mà. Nói trong ngày mai sẽ có bài đính chánh. Tất cả những chuyện xảy ra chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Hiểu lầm là sao hả chú? Chuyện này nhỏ thôi, làm sao hại được tôi. Chẳng qua tôi chưa muốn tận dụng tới mối quan hệ. Công chuyện gấp rút, tôi chi chút đỉnh tiền là xong thôi. Không sao đâu, mọi chuyện xong hết rồi. Ủa, Mai sao vậy? Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi mà sao Mai có vẻ không vui? Dạ đâu có. Mai vui, vui lắm chú. Mai bất ngờ quá thôi mà. Thiệt ra chuyện này lỗi do tôi. Thằng Tính thì quá xảo quyệt, còn cô thì quá đoan và thiếu kinh nghiệm. Kể từ hôm nay tôi sẽ kiểm soát kỹ hơn, không để chuyện tương tự xảy ra nữa đâu. Cô yên tâm đi. Mai xin lỗi chú. Mai mốt Mai sẽ theo chú học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Không cần đâu, Mai chỉ cần học cách làm cho tôi vui, hiểu không? Sao vậy? Mình thua hết rồi ba. Mọi chuyện coi như đổ sông đổ biển hết. Con không ngờ ông ta lật ngược được tình thế như vậy. Con cứ tiếp tục theo dõi, chờ thời cơ. Mà không tin ông ta may mắn thoát được hết lần này tới lần khác. Không dễ dàng đâu ba. Sau lần này là ông ta rút hết kinh nghiệm rồi. Bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ gì ở công ty ông ta cũng quản lý hết. Ba nghĩ coi, con làm gì còn có cơ hội nữa. Vậy thì con càng phải tận dụng, đánh vào những điểm yếu của ông ta, khiến cho ông ta phân tâm. Ý của ba là vợ và con trai của ông ta. Ba, ba nói cái gì vậy? Tại sao lại làm như vậy? Lúc trước ba nói với con, ba kêu con là tránh xa anh Nam ra mà. Ba nói rõ ràng anh Nam không phải là mục tiêu cho mình trả thù. Ba muốn con tránh xa cậu ta không có nghĩa là bắt con quên đi sự quan trọng của cậu ta với lão Thịnh. Và còn bà vợ ông ta, cả nhà họ đều là kẻ xấu. Chính các người đã làm tổn thương tôi trước. Tôi sẽ để cho các người hiểu thế nào là nỗi đau khi làm cho người khác bị tổn thương. Thank you.
đều có Dân ở đây thì tốt biết mấy. Anh Nam. Dân. Là em mà. Là cô. Uống cà phê đi. Cô đợi đấy đi. Nhìn anh mệt mỏi quá. Tinh thần phải tốt mới làm việc được chứ. Em biết Dân không ở đây, hình như là anh đang rất vất vả với vụ rau mầm bị úng rễ đúng không? Đúng vậy. Tôi đang tìm hiểu tại sao rễ nó lại bị úng như vậy. Mặc dù tôi đã làm đúng như quy trình mà Dân đã nói. Nè, để em làm cho. Thôi được rồi, để đó cho tôi. Em có nghe Dân nói về rau mầm bị úng rễ được xử lý như thế nào, anh cứ để cho em thử nha. Cứ để đó cho tôi. Em biết anh không coi em là bạn, nhưng mà em coi Dân là bạn thân của em. Em không muốn tâm huyết của Dân bị mất đi như vậy đâu. Tao nghe nói rau mầm bị úng rễ, có cách xử lý chưa? Đó không phải là sở trường của tao, nhưng mà chắc không sao đâu. Mai đang nghiên cứu, chắc là chữa được. Mai hả? Ừ. Thật sự tao không muốn cô ấy dúng tay vào chuyện này. Nhưng trước đây Mai có đi theo Dân, chắc là cô ấy biết cách xử lý. Có tin được hay không chứ? Mày sao vậy? Mày không tin vào khả năng của Mai à? Không phải là vậy, mà là mà thôi, cũng mong là Mai giúp được. Ừ. Hy vọng là vậy. Tao vô đó coi sao. Dù sao thì Mai cũng đang làm việc tốt, chứ không có gì nghiêm trọng đâu, đâu cần phải lo. Mẫu thí nghiệm khác nhau. Một bên này á, em đã loại bỏ hoàn toàn yếu tố gây úng rễ. Còn bên này là mẫu cũ, rễ đang bị úng sâu đó. Đúng rồi. Anh, vậy mình sẽ áp dụng phương pháp này cho tất cả khu vực rau mầm bị úng rễ nha. Cảm ơn. Cũng may là giờ có cô. Cảm ơn em làm gì. Em chỉ áp dụng phương pháp mà Dân chỉ thôi mà. Đúng rồi. Anh, vậy mình sẽ áp dụng phương pháp này cho tất cả khu vực rau mầm bị úng rễ nha. Cảm ơn. Cũng may là giờ có cô. Cảm ơn em làm gì. Em chỉ áp dụng phương pháp mà Dân chỉ thôi mà. Nếu không có sự xuất hiện của Dân, chắc chắn anh Nam sẽ thuộc về mình. Còn phải nhớ, kẻ thù của chúng ta là hai cha con nhà Trường Thịnh. Còn tiếp cận cậu ta là để tìm cách phá hoại tình cảm của cha con họ. Còn có biết không, nhà Trường Thịnh đã hại hai cha con mình, làm cho gia đình mình ly tán.
Hại chết mẹ con. Mẹ con đã chết oan uổng. Con phải trả thù. Con phải trả thù. Con hiểu chưa? Làm sao cũng không phải. Làm thế nào mới là cách vẹn toàn? Bây giờ phải làm sao đây? Ủa, là cháu hả? Giờ này làm gì ở đây mà không ngủ vậy? Cháu sao vậy? Cô thấy sắc mặt của cháu không được tốt lắm. Chắc là tại công việc của cháu nhiều quá hả? Nè, cháu nên chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều một chút nghe. Không có gì đâu cô. Cháu khát nước nên xuống đây rót nước uống. Uống xong cho lên ngủ giờ. Vậy thôi, uống nước xong thì lên nghỉ sớm đi nghe. Dọn giùm cô luôn. Cô. Cô ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Bà uống nước đi. Đừng có trách Bảo nha. Thật ra bà cũng không muốn vậy đâu. Bảo, có chuyện gì vậy? Thì chuyện của Nam. Anh Nam làm sao? Nam không có sao. Chỉ là rau mầm bị hư. Nên mai. Mà nói chung là Nhân cũng không trách Bảo được. Chuyện gì ra chuyện đó, đúng không? Bảo, nãy giờ Bảo nói cái gì mà Dân không hiểu gì hết vậy? Nào là chuyện của anh Nam, rồi chuyện rau mầm, rồi chuyện có liên quan tới Mai nữa, là sao? Thật ra là vậy. Bảo không biết á, là Mai có ý gì với Nam hay không. Vậy Mai liên lạc với mẹ của Dân là để làm gì? Nhưng rõ ràng lần này Mai thật lòng giúp cho Nam, cho trang trại của mình. Dân hiểu mà. Dân cũng không trách ai đâu. Dân không biết là Mai làm mọi chuyện có dụng ý gì, nhưng chỉ cần Mai tốt với anh Nam, giúp được cho trang trại của mình là Dân vui rồi. Dân Bảo yên tâm đi, Dân không sao đâu. Tình yêu. Tình yêu là cái gì mà ai cũng phải khổ sở vì nó chứ. Có đáng không? Chừng nào anh đi? Ngày mai. Mọi chuyện anh sắp xếp hết rồi. Chỉ cần mình đi chuyến này là mình sẽ có được số tiền lớn để làm ăn. Sau này anh không muốn phụ thuộc vào người ta. Anh phải cẩn thận. Vì em, vì con nữa. Em nói sao? Tụi mình sắp có con rồi hả? Mừng quá. Anh sắp được làm cha rồi. Thank you.
Đây là những đóa hồng trắng mà em rất thích. Giờ này em thế nào rồi? Alo, anh nghe này Nhi. Có chuyện gì không? Anh có vào thành phố gặp em được không? Có vấn đề gì sao? À không, em muốn cùng anh khảo sát thị trường thôi. Tại vì có một vài khu ẩm thực về hệ thống siêu thị đang có nhà ý muốn đặt hàng lâu dài á, nên em muốn giới thiệu cho anh thôi. Vậy hả? Vậy thì hay quá, anh cảm ơn em trước nha. Không cần phải cảm ơn em trước đâu. Khi nào xong việc, cảm ơn em cũng không có muộn mà. Có gấp lắm không em? Anh đang ở trang trại, có nhiều việc. Trễ là vài ngày được không? Em đã hẹn với họ rồi. Với lại cũng có một vài vấn đề mà em còn thắc mắc trong hợp đồng với siêu thị mini. Chúng ta cần bàn bạc thật rõ trước khi chuyến hàng đầu tiên của trang trại Trường Thịnh được nhập vào siêu thị. Ok, anh sẽ sắp xếp vào gặp em sớm. Vậy nha, cảm ơn em. Dạ, bye anh. Mẹ, mẹ dậy ăn miếng cháo nha. Chừng nào đói thì mẹ ăn. Đem vô đây làm gì? Mẹ đừng có nói như vậy, con lo lắm. Mẹ nhìn mẹ kìa, mặt của mẹ xanh xao lắm đó. Mẹ nghe lời con, dậy ăn miếng cháo. Thuốc của mẹ con đã mua sẵn rồi. Con biết mẹ bệnh gì mà mua thuốc. Đem ra ngoài đi. Con để cháo trên bàn, khi nào mẹ đói thì mẹ ăn nha. Biết rồi. Đem ra ngoài đi. Mẹ nghỉ ngơi nha mẹ. Nhi. Dạ, chào chú. Đi với bạn hả? Dạ. Dạ. Giới thiệu với chú, đây là anh Nam, chủ trang trại Trường Thịnh. Chào cậu. Dạ. Còn đây là cổ đông của siêu thị, là chú Đạt. Chào. Đúng tuổi trẻ tài cao, tôi rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi rất vui khi có cơ hội được hợp tác với ông lần này. Dạ. Thôi bây giờ mình vô trong bàn công việc cụ thể đi. Dạ. Đi. Chiều nay em sẽ đãi anh một món miền Tây cực kỳ ngon luôn. Món gì em? Bánh xèo miền Tây. Chà, em hiểu tính anh ghê á. Đó là món khoái khẩu nhất của anh với chị Dân đó. Mỗi lần về thành phố hay là đi du lịch miền Tây, anh với chị Dân đều không thể bỏ qua món này được. Chưa hết đâu nha, chị Dân còn biết chiên bánh xèo nữa. Hôm nào em lên Đà Lạt chơi đi, anh kêu chị chiên mấy cái bánh cho em ăn. Bảo đảm với em không thua gì ở quán đâu. Anh và chị Dân gặp nhiều trắc trở như vậy, anh không thấy nản lòng hả? Có trắc trở thì mới chứng minh được tình yêu chân thành của hai đứa chứ. Tại em chỉ biết yêu thôi. Em yêu đi, em sẽ hiểu cảm giác của anh. Nhiều khi người ta nói
Cắt không đứt mà bứt không rời đó em. Sao anh biết là em chưa từng yêu? Mà anh có muốn biết người em yêu là ai không? Là anh đó. Em hay đùa quá. Bớt giỡn đi cô Nư. Em không hề nói đùa với anh. Em rất là thật lòng. Em không đùa đâu. Em nói thiệt á. Em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên mình gặp mặt rồi. Ừ. Là điện thoại của Dân. Chờ anh chút nha. Ủa, anh Bảo, đi đâu mà vội vậy? Anh ở ngoài có việc chút. Em tìm Nam hả? Anh Nam đâu? Nó xuống thành phố rồi. Sao anh đi vội dữ vậy? Hôm trước em mới gặp ảnh mà. Ảnh có nói gì cho em nghe đâu. Có trục trặc gì đó với hợp đồng trong siêu thị, nên là như nhắn nó xuống dưới rồi. Thôi anh đi nha, có gì nói chuyện sau. Siêu thị cái gì? Con nhỏ Ý Nhi này lại dở trò nữa rồi. Bộ tưởng có cơ hội gần anh Nam là như ý muốn sao? Đừng có mơ. Con phải biết vị trí của con ở đâu. Hãy về đúng vị trí của mình đi. Đó mới là mục tiêu của chúng ta. Con nhớ đó. Con phải biết vị trí của mình ở đâu. Con phải biết vị trí của mình ở đâu. Cậu đừng có tưởng là đem chuyện đó ra làm khó được tôi. Ông diện cớ vu oan tôi, rốt cuộc cũng chỉ muốn hất cẳng tôi thôi. Tôi nói đúng không? Quan được, làm gì có chuyện đó. Tao không có thời gian đâu bày ra mấy chuyện đó. Ngồi đây được không? Hình như hôm nay anh có chuyện buồn thì phải. Sao vậy? Cứ coi như tôi là bạn của anh đi. Tôi lắng nghe anh tâm sự nè. Cái lão già đó kêu cô tới để làm trò hề trước mặt tôi chứ gì. Thật là tệ. Cô diễn tệ lắm. Rất là tệ, cô biết không? Từ từ đã. Tôi biết là anh chưa có say. Đừng có để tôi thấy thất vọng vì đặt niềm tin vô anh chứ. Anh tính. Thất vọng. Thật lòng mà nói, ngay từ khi bước chân vô công ty, tôi đã biết anh là người có tài. Nhưng tiếc quá, chắc là tại vì hai đứa mình không hiểu nhau, vô tình anh lại xem tôi là cái gai trong mắt của anh. Vậy thì sao chứ? Rõ ràng là cô đang thắng tôi. Lão ta tin tưởng cô, giao mọi quyền hành trong công ty cho cô. Cả cái công ty, ai mà chẳng biết chuyện đó. Cô là tình nhân của ông ta. Lão già đó hết lòng thương yêu, nuông chiều cô. Tôi thua là phải. Tiếc quá, tôi lại không biết tận dụng những lợi thế đó để thu lợi cho mình. Hình như tôi nhớ anh đã từng nói một câu: có làm được gì cho bản thân khi là một kẻ trung thành ngu muội hả? Kẻ trung thành ngu muội. Tôi đã bắt đầu
cảm thấy thích cô rồi đó. Tôi không dạy gì làm tình nhân của một ông già, chỉ để lấy vài đồng bạc nhỏ đâu. Cái tôi cần là những thứ lớn hơn. Anh có nói tôi tham vọng cũng được, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận phải luồn cúi trước mặt lão già đó đâu. Tốt. Mình không tin là mình không chinh phục được anh Nam. Ta đã bị em gái phải tấn công rồi đây. Không biết cô bé muốn chơi trò gì nữa. Khi không để tỏ tình với tao, rồi còn hẹn tôi cà phê nữa chứ. Mặc kệ nó đi, mày đừng quan tâm, cũng đừng nghe những lời nó nói nha. Nhưng mà ít ra cậu một lời giải thích chứ. Làm vậy tao ngại lắm. Chính nó tao biết mà, mày cứ nghe tao. Ờ. Anh giỏi lắm. Anh dám xem thường tôi hả? Con Nhi này không dễ xem thường vậy đâu. Anh Nam hả? Có chuyện gì không anh? Anh cần gặp bác Hương bàn về hợp đồng. Ba em đi công tác sáng nay, có gì gì anh bàn trực tiếp với em. Mời anh. Mời anh. Vậy là việc siêu thị mini đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên Trường Thịnh là do em quyết định à? Đúng vậy. Sao lại như vậy? Cả xe hàng của trang trại chuyển từ Đà Lạt xuống sáng nay đang chờ ở bên ngoài, mà em nói cắt đứt hợp đồng là cắt đứt hợp đồng. Anh cần một lời giải thích thỏa đáng. Tất nhiên là phải có lý do. Bên em làm việc theo quy tắc, tuyệt đối không vì tình riêng. Được, em nói đi. Lý do là gì sao? Bên em đã kiểm tra hàng hóa trước khi nhập kho. Kết quả là rau của trang trại Trường Thịnh không đạt chất lượng theo yêu cầu trong hợp đồng. Không thể như vậy được. Từ trước tới giờ, sản phẩm của Trường Thịnh luôn tuân thủ theo quy định của Grab. Kể cả quy trình trồng và thu hoạch đều tuân thủ nghiêm ngặt như vậy mà. Anh bình tĩnh đã. Anh chờ em chút. Đây, anh xem đi. Đây là bản kiểm định.
Dạ, con chào bác. Bác khỏe chưa? Quán nghỉ bán rồi, sao ngồi hoài vậy? Dạ, con... Mẹ, con nói bảo chờ con, khi nào con dọn dẹp xong rồi sẽ bàn về việc nghiên cứu đó mẹ. Ờ, dạ phải, phải đó bác, tụi con đang nghiên cứu. Mẹ, mẹ còn chưa khỏe, cứ nằm ở trong phòng nghỉ ngơi đi, còn mọi việc ở ngoài này á, con lo được rồi. Nằm hoài nó mỏi, mẹ xuống coi con bán thôi mà. Mẹ. Dạ, xin lỗi bác, con nghe điện thoại. Ờ, tao nghe nè. Mày đang đâu vậy? Tao đang ở nhà dân. Hàng bị trả lại rồi. Cái gì? Hàng bị trả lại hả? Ừ. Sao lại như vậy? Em mày nói hàng không đủ chất lượng, nên đơn phương chấm dứt hợp đồng. Ừ. Rồi rồi rồi, thôi được rồi. Để tao hỏi lại nha. Bảo, trang trại mình xảy ra chuyện gì vậy? Hàng ở xứ siêu thị á, bị trả lại. Bây giờ em đang ở thành phố nên không xử lý được. Nó kêu bảo là liên hệ với các cửa hàng xem có lấy được ít nào hay không. Nhưng mà tại sao hàng lại bị trả lại chứ? Ý nhiên kêu người kiểm định gì đó nói là hàng bị kém chất lượng. Từ đó đến giờ trang trại Trường Thịnh chưa bao giờ có hàng kém chất lượng cả. Hình như là Ý nhiên cố tình làm khó mình đó. Thôi, bỏ đi nha. Bảo, chờ dân đi với. Con đi đâu đó? Vô nhà, nhanh. Mẹ, ở bên trang trại Trường Thịnh xảy ra chuyện, mà anh Nam lại đang ở Sài Gòn nữa. Con phải chạy qua bên đó coi con như thế nào nha mẹ. Mẹ không cần biết, đó là chuyện của nhà người ta, không liên quan tới con, vô nhà. Mẹ, con xin mẹ đó, mẹ cho con đi đi. Trang trại Trường Thịnh cũng có một phần tâm huyết của con mà. Con không thể nào ngồi nhìn thành quả của mình bị phá hoại trong tay người ta được. Mẹ, mẹ cho con đi nha. Nhân. Mẹ đi đi Bảo. Con mà đi, đừng có về nhà nữa. Mẹ, mẹ, bây giờ sao? Thôi Bảo, chắc là dần đi không được rồi. Bảo chạy về trang trại con sao nha. Bỏ đi nha. Alo, Mai nghe nè Dân. Mai nè, Dân có chuyện này muốn nhờ Mai. Mai giúp Dân nha. Nhờ Mai hả? Dân tính nhờ Mai chuyện gì? Mai có còn nhớ những nơi trong khu ẩm thực mà tụi mình đã từng đi khảo sát không? Có, mình nhớ chứ. Nhưng mà là chuyện gì vậy? Mình muốn nhờ Mai tìm đến họ, thương lượng với họ nhận hàng của trang trại Trường Thịnh. Được thôi. Ok, bye Dân nha. Khuya rồi, lên đi ngủ đi. Lòng con như lửa đốt, làm sao mà ngủ được hả mẹ? Con cứ như vậy rồi sẽ khổ. Mẹ không muốn con sống khổ như vậy, lại càng không muốn con khổ sở về nhà Trường Thịnh. Vậy mẹ nói cho con biết đi, tại sao mỗi lần nhắc đến anh Nam là mẹ liên tưởng đến nhà Trường Thịnh? Anh Nam là anh Nam mà. Nói gì thì cậu ta cũng mang dòng máu nhà đó, có thay đổi được gì đâu. Mẹ, không nói chuyện này nữa. Mẹ chỉ muốn con nhớ là lúc nào mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Mẹ, yeah.
Mai hả? Chờ nghe nè. Mai giải quyết xong hết tất cả mọi chuyện rồi. Được như vậy thì tốt quá. Cảm ơn Mai nhiều nha. Khoan đã. Mình không muốn nhận lời cảm ơn của Dân đâu. Bởi vì mình làm chuyện này là vì mình và vì anh Nam nữa. Mình không ngại nói thật với Dân là mình yêu anh Nam. Mình biết. Vì chuyện của Dân mà ảnh hưởng đến công việc của anh Nam rất nhiều. Mình đang cố gắng giúp ảnh lấy lại. Mình không phủ nhận anh Nam ảnh yêu Dân, chứ không có nghĩa là ảnh cũng có tình cảm với mình. Vậy Dân đã từng nói với mình là yêu một người là phải đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người đó. Vậy mà cả hai điều đó Dân không có làm được cho anh Nam. Vậy thì tại sao Dân không buông tay anh Nam ra đi? Để anh không phải đau khổ vì Dân nữa. Mình biết. Khi mà mình nói ra điều này sẽ làm Dân đau lòng lắm. Nhưng sự thật nó là sự thật. Mình không chối bỏ những gì mình đã làm với Dân. Tất cả mọi thứ chỉ vì mình yêu anh Nam. Mình không muốn anh Nam phải đau khổ vì Dân. Dân sẽ biết làm gì mà đúng không? Còn riêng Mai, mình sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh Nam. Mai yêu ảnh. Cũng may á, lần này Mai nhanh trí liên lạc với khu ẩm thực, thuyết phục họ lấy hàng của mình. Chứ không á, trang trại của mình chắc chắn là bị chịu lỗ rồi. Trước đây Dân có bàn bạc với tao là liên hệ với mấy khu mua bán nhỏ để phân phối hàng. Nhưng lúc đó tao không đồng ý. Là bởi vì tao nghĩ ở chỗ đó sức tiêu thụ không lớn. Nhưng mà thật không ngờ sức mua ở đó lại lớn như vậy. Nhưng tại sao Mai lại biết mà tìm tới những khu này ta? Chắc là Mai từng đi với Dân cho nên là chợt nhớ ra thôi. Thôi, thoát được kiếp nạn này là cũng may rồi. Tao thật không ngờ ý Nhi là giở trò như vậy. Cho nên là tao không chuẩn bị trước. Con nhỏ này thật ngang ngược. Đâu thể vì chuyện tình cảm mà trở thù cá nhân như vậy được. Không nói là càng lúc nó càng lầm tới. Ý mình giỏi rồi lạm quyền. Mà cũng tại tao, nếu tao có tiếng nói trong nhà thì ít nhiều nó cũng nể nang. Còn đằng này, bà Nhi à? Dạ. Bữa nay ba đi công tác, cái chuyện ở siêu thị mình á có vấn đề gì không? Dạ không ba, siêu thị hoạt động rất là tốt, mức tiêu thụ sản phẩm của mình tăng rất là cao. Mẹ nghe anh hai con nói á, bộ công ty có gì trục trặc sao mà con hết nhập hàng ở bên Trường Thịnh vậy? Ủa, có chuyện đó nữa sao? Dạ phải. Nhưng chuyện này con cũng đã làm dứt điểm rồi. Con cũng đã gửi công văn kiểm định cho bên Trường Thịnh rồi, nói rõ lý do là sản phẩm của họ kém chất lượng. Không phải lúc đầu con đi khảo sát và xem qua hàng mẫu, con nói là sản phẩm của họ đạt yêu cầu mà. Đó chỉ là hàng mẫu. Trong chuyến hàng này sản phẩm rất là kém chất lượng, chỉ có thể bán hàng giạt ngoài chợ. Làm sao con dám nhập vào siêu thị của mình? Con có đích thân kiểm tra hay không?
nhiều khi có sơ suất gì đó ở bên kiểm định. Con rất là cẩn thận, huống chi đây là chỗ quen biết, chính con cũng không muốn xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Mẹ nghe anh hai con nói, tất cả hàng hóa đều do một tay anh hai con kiểm định rồi chất lên xe, không có lý nào lại xảy ra chuyện kém chất lượng như vậy. Mẹ à, mẹ đừng có lúc nào cũng nghe lời anh hai. Công việc là công việc, kết quả kiểm định vẫn còn đó. Nếu ba mẹ không tin á thì có thể xem lại. Con không có nói thêm. Thôi được rồi, để từ từ ba coi thế nào đã, rồi mới tính tới chuyện có hợp tác với người ta hay không. Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn cô một tiếng. Nhờ có cô giúp mà lô hàng bị siêu thị mini trả về mới được tiêu thụ hết. Anh Nam đừng khách sáo với em. Những gì có thể giúp được cho anh, em sẽ sẵn sàng giúp anh. Phải chi ngay từ lúc đầu chúng ta đã làm bạn với nhau thì hãy biết mấy. Chi tiết là... Anh Nam, em vẫn không thay đổi gì hết, em vẫn trước sau như một. Tôi không hiểu là vì lý do gì, nhưng tôi chắc chắn rằng ngay từ đầu cô đã đi sai đường rồi. Tôi tin vào mắt mình và tin vào tình cảm của dân dành cho cô, nên tôi hy vọng cô sớm tỉnh ngộ và trút bỏ những tham vọng của mình. Anh nói cái gì vậy? Em không có hiểu gì hết. Anh Nam, chẳng lẽ những chuyện em làm cho anh, cho trang trại, không đủ chứng minh sự chân thành của em dành cho anh sao? Anh nói gì em chẳng hiểu gì hết. Thôi được rồi, xem như tôi chưa nói gì hết. Cảm ơn cô. Nếu con tiếp tục như vậy, tôi sẽ không để cho cậu ta được yên thân. Ba, ba, ba ơi, ba không được hại anh ấy. Con nên nhớ, cậu ta là con trai của kẻ thù đã giết chết mẹ con. Ba đừng nói nữa. Nhưng đó là sự thật, mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Ba đừng nói nữa, ba đừng nói nữa. Con không muốn nghe, con không muốn nghe. Nhưng đó là sự thật. Cháu sao vậy? Cháu không có sao hết. Hay là thằng Nam nó lại làm gì cho cháu buồn phải không? Không có chuyện đó đâu cô. Cháu xin lỗi cô, cháu làm phiền cô quá. Cô đi nghỉ nha. Mai, Dân à, dậy ăn cháo đi con. Ráng ăn miếng đi, nằm hoài vậy là bệnh đó. Trong lúc này, con không muốn ăn gì hết á. Mẹ để cho con yên đi. Nghe lời mẹ ăn đi, đừng ương bướng vậy được không? Con xin mẹ, mẹ hãy cho con ở một mình đi. Mẹ để cháu đây, ráng dậy ăn nha. Dạ.
Dạ mời ông chủ. Nè. Dạ. Chị lên mời cô Mai xuống ăn luôn. Dạ. Dạ cô Mai xuống rồi ông chủ. À cháu. Dạ. Cháu ngồi xuống ăn luôn đi. Nãy giờ cô chú cũng đang đợi cháu đó. Cháu ngồi đi. Dạ cháu có hẹn với bạn. Cháu phải ra ngoài. Cô chú ăn ngon miệng nha. Hẹn với bạn hả? Bạn trai hay là bạn gái? Dạ bạn... bạn trai chú. Cháu xin phép cô chú nha. Suốt ngày bạn với mẹ. Ông sao vậy? Ăn đi. Vô đi. Chú. 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 Không cần phải làm việc sao? Thôi mà, chú đừng có giận. Chú thấy rồi đó, lúc đó có mặt cô mà. Lúc này hả, cô hay nghi ngờ cháu lắm. Cho nên cháu phải nói khéo chứ. Nhưng thật ra cháu đi đâu? Cháu giúp anh Nam tiếp một số người khách bên khu ẩm thực đó. Cháu thấy buồn vì anh Nam hay soi mói, hay khiêu khích cháu. Nhưng dù sao anh Nam cũng là con trai của chú mà. Việc nên làm cháu sẽ làm thôi. Lần sau á, nếu có chuyện gì cháu cứ nói chú một tiếng, đừng để chú phải. Cháu biết mà. Thôi thì ai vậy? Là anh Nam gọi cháu. Thật và đám. Tôi nghe đây. Tôi đang ở văn phòng của chú. Có chuyện gì vậy? Có chuyện không hay rồi. Lô hàng xuất lên thành phố vừa bị trả về. Sao lại có chuyện như vậy được? Tôi cũng không biết nữa. Bên kiểm định chất lượng họ nói đây là hàng giả. Dạ thưa ông. Sao hả chú? Rượu dạt quá. Sao vậy? Lúc ra đây là hàng loại 3, dùng để cung cấp các nhà hàng tiệc cưới. Không biết có sự nhầm lẫn gì ở đây hay không? Ý chị là có sự nhầm lẫn trong việc đóng nhãn mác hả? Dạ phải. Chú, bây giờ mình qua bên đó coi như thế nào chú? Cậu đang ở đâu? Về đây gặp tôi gấp. Toàn bộ lô hàng á đều thay đổi nhãn mác. Cậu đừng nói là cậu không có trách nhiệm nha. Dạ chú, chuyện này là ngoài ý muốn thôi chú. Chính cậu là người kiểm tra lô hàng trước khi xuất đi. Còn ai vô đây nữa? Hết lần này tới lần khác, tôi bỏ qua cho cậu. Cậu được nước làm tới, qua mặt luôn cả tôi nữa. Lô hàng thất thoát hàng tỷ đồng nè. Cậu có tiền bồi thường không? Tôi báo chuyện này cho công an, chắc chắn là cậu ngồi tù. Chú, tất cả là do cô ta xúi dục. Chuyện này không liên quan tới cháu. Nè, anh ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Việc anh làm thì mắc mớ gì đến tôi? Anh làm thì anh gánh đi chứ. Tất cả là cô. Chính cô đã bày ra cách thay đổi nhãn mác để kiếm lời.
Bây giờ mọi chuyện bại lộ hết. Cô tính đùng đẩy một mình tôi chịu sao? Không có đơn giản như vậy đâu. Chú ơi, không có đâu chú. Không phải là như vậy đâu chú. Chú tin cháu đi, cháu không có làm như vậy đâu chú. Là anh ta làm đó chú. Anh ta đổ thừa cho cháu đó chú. Cô đúng là con rắn độc. Đã lập sai còn cố tình đổ tội cho người khác. Uổng công tôi tin tưởng cậu mấy lâu nay, nghĩ tình cậu theo tôi bao nhiêu năm. Bây giờ tốt nhất cậu tự làm đơn xin nghỉ đi. Ông dám đùa chuyện tôi hả? Cậu không có quyền lựa chọn khác đâu. Một là nghỉ việc, hai là vô tù. Cậu chọn đi. Ông, lời nói luôn đi đôi với bằng chứng. Cậu nên biết điều chút đi, đừng để cái miệng nó hại cái thân. Được rồi, ông cứ đợi đó, tôi không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Cả cô nữa. Chú, cháu không có. Tôi không sao đâu, chú tin mà. Con Mai, mày giỏi lắm. Để xem mày yên thân được bao lâu. Cậu Nam, lâu quá không gặp, cậu khỏe không? Có chuyện gì không? Tôi đang bị thất nghiệp, tính rủ cậu đi uống cà phê chơi tí xíu thôi mà. Xin lỗi, tôi bận việc rồi, hẹn anh khi khác. Cậu Nam, khoan đã. Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi nghĩ không mất nhiều thời gian của cậu đâu. Thôi được rồi, mời cậu. Có chuyện gì? Anh cứ nói nhanh đi. Tôi mong cậu làm chủ cho tôi. Bởi vì thật sự bây giờ tôi không biết nhờ vả ai nữa. Hôm trước cô Mai có đến tìm tôi, bàn về chuyện tráo lô hàng kém chất lượng, thay nhãn mác toàn bộ lô rượu dỗm thành rượu lại một để kiếm lời. Khi mọi chuyện đổ bể, cô ta đã đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Ba cậu lại quá tin tưởng cô ta, tin tưởng đến mức mù quáng. Ba cậu đã đuổi tôi rồi. Ngay từ lúc đầu anh đã có ý định qua mặt ba tôi rồi. Chẳng qua là cô ta cao tay hơn anh thôi. Và tôi được biết rằng anh theo ba tôi lâu rồi. Không lý nào ba tôi không tin tưởng anh mà là tin tưởng cô ta. Vậy là cậu chưa biết đó thôi. Bây giờ cậu đã là tình nhân của ba cậu. Cô ta nói gì mà ba cậu chẳng nghe. Anh đừng có dựng chuyện. Chuyện của ba cậu với cô ta, cả công ty ai mà chẳng biết. Nếu như cậu không tin tôi, cậu cứ qua công ty hỏi từng nhân viên bên đó, mọi chuyện sẽ rõ thôi mà. Cô ta không phải là tay dừa đâu. Ngay từ lúc đầu cổ vô công ty, tôi đã biết rõ cổ có ý đồ. Thật tiếc là ba cậu không tin tôi, lại quá tin tưởng cô ta. Nếu như cậu không can thiệp vào chuyện của công ty, thì một ngày nào đó cô ta sẽ thao túng cả công ty. Lúc đó tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế nào đấy. Việc xưởng rượu nó không liên quan gì tới tôi, cho nên ba tôi nghe ai hay tin ai đó là quyền của ba tôi. Tôi có việc rồi, xin lỗi anh về sau. Nam, là cô ta có ý đồ mà. Từ việc gây xáo trộn trong nhà tới xưởng rượu, và còn việc cô ta cố tình tiếp cận mình, nhúng tay vào việc của trang trại, không lẽ có sự trùng hợp ngẫu nhiên?
mà. Có phải anh đang bên lán trại không? Đúng vậy, có chuyện gì không? À không, thật ra mai tính là lát nữa qua bển gặp anh Nam, có chút chuyện. À, chuyện bên khu ẩm thực á. Anh đang định về nhà ăn cơm, một lát nữa gặp. Ok, bye bye. Bye anh. Bảo, sao vậy nè? Bảo sai rồi hả? À, buồn quá, uống cho vui vậy mà. Trời ơi, Bảo ơi là Bảo. Nhìn Bảo giống thằng khờ. Một thằng bất tài lắm đúng không? Thôi Bảo sai rồi, để Dân gọi taxi cho Bảo về nha. Dân. Cái gì vậy? Bảo đang tự nhìn lại bản thân mình thôi. Không không, ai cũng nói Bảo hèn, nhưng mà Bảo không có hèn phải không Dân? À. Nè Bảo. Đứng dậy đi. Ngay cả Dân cũng coi thường Bảo đúng không? Nè Bảo bình tĩnh lại đi. Nghe Dân nói nè, Dân không bao giờ xem thường Bảo hết. Có hay không là do tự Bảo xem thường Bảo thôi à. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Dân. Taxi. Ôi, Bảo không có say. Bảo tự về một mình được rồi, không cần Dân lo cho Bảo đâu mà. Bảo tự về. Thôi. Xe hả? Bảo sai rồi. Xe. Để Dân gọi taxi cho Bảo về. Taxi. Không cần đâu, Bảo không cần xe. Bảo. Bảo nè. Bye. Mẹ. Nó về rồi hả? Dạ. Con không biết là Bảo có chuyện gì buồn mà Bảo uống nhiều như vậy nữa. Nó si tình con. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con với Bảo chỉ là bạn bè thôi à. Bạn bè cái gì? Con á, không có bạn bè nào mà lúc nào cũng bên cạnh con từ sáng đến tối hết á. Khùng quá. Con về ăn cơm sao không báo trước? Để bà nói chị biết á, nấu thêm vài món mà con thích. Lâu rồi con rảnh mới về thăm nhà thôi. Với lại con không phải là khách, cần gì báo trước hả ba? Phải vậy chứ. Con còn nhớ đây là nhà là tốt rồi. Ăn đi con. Nè, con ăn nhiều một chút nha. Dạ. À phải rồi Mai nè. Lúc nãy cô nói là cô có chuyện muốn nói với tôi hả? À là cái chuyện mà em muốn gặp anh Nam nói chuyện về khu ẩm thực đó mà. Lâu rồi tôi cũng không đi ra ngoài dạo. Hay là một lát nữa ăn cơm xong mình đi ra ngoài dạo đi, xong rồi bàn công chuyện luôn. Dạ được mà. Chú ăn cá đi chú. Cảm ơn cháu. Mẹ ăn đi. Làm ở bên xưởng rượu chắc là Mai biết rõ về tính chứ. Mai có biết, lúc trước anh ấy là trợ lý của chú đó. Nghe đâu có chuyện ồn ào bên xưởng rượu, anh ta bị ba tôi cho thôi việc rồi. Anh cũng biết chuyện này nữa sao? Thật ra thì tôi ít khi nói chuyện với ba tôi lắm, nhưng những chuyện xảy ra bên xưởng rượu hầu như tôi đều biết. Tôi thấy tính là một nhân tài, cho nên tôi muốn mời anh ta về bên trang trại để giúp cho tôi. Không được đâu. Tại sao vậy? Tôi thấy anh ta có vấn đề gì đâu. Chú không tin tưởng nên mới đuổi việc anh ta mà. Vậy anh cũng đừng nên tin anh ta nha. Em làm việc chung em cũng biết về anh ta ít nhiều. Anh ta hay dựng chuyện lắm, chuyện không nói có, bản chất gian xảo lắm, anh đừng có tin. Nói vậy để tôi tính lại coi sao.
Cũng trễ rồi, em đi vô ngủ đi. Anh về bên trang trại đây. À, chúc anh ngủ ngon. Bye bye. Em vô nhà đi. Hả? À, bye anh. Trong cô ấy có điều gì không ổn, mình phải tìm hiểu mới được. Chuyện gì vậy bác? Có người theo dõi con đó. Hả? Là ảnh hả? Ừ. Bây giờ con giả bộ ngất xỉu, ba có cơ hội chạy ra ngoài. Mai. Con tìm thấy Mai ở đâu vậy? Sao cô lại bị ngất? Con cũng không biết nữa. Lúc con đi theo cậu tới nhà kho thì nghe tiếng hét của cậu, con chạy tới thì cậu đã ngất xỉu. Vậy là con đi theo Mai hả? Chuyện này có gì quẩn khúc lắm. Từ từ cô sẽ giải thích cho mẹ hiểu mà. Mà cũng lạ thiệt, trời tối như vậy cô xuống nhà kho để làm gì chứ? Mai thật sự là người không đơn giản đâu. Mẹ phải cẩn thận với cô ấy đó. Con nhất định phải tìm hiểu rõ chân tướng của sự việc này. Đi với Bảo đi. Chuyện gì vậy Bảo? Đi đi rồi Bảo nói. Giờ không đi đâu. Dân, cứ như vậy hoài cũng không phải là cách. Bảo chán khi phải làm trung gian lắm rồi. Dù như thế nào
nhưng cũng phải đi với Bảo gặp Nam nha. Bảo đừng làm dân khó xử nữa được không? Nếu như hôm nay Dương không gặp Nam á, Dương sẽ hối hận. Anh Nam. Ủa, Mai, Mai khỏe chưa mà ra đây vậy? Em khỏe rồi. Em tới đây là để cảm ơn anh cứu em tối hôm qua đó. Có gì đâu. Mà đêm hôm khuya khoắt như vậy, Mai ra đó làm gì? Rồi còn té xỉu nữa. Tối hôm qua em gặp ma. Ma? Đáng sợ lắm. Lúc đó có một cái bóng đen đi theo em từ giường qua. Cứ đi theo em hoài à. Lúc đó em đi vô tới nhà kho, em thấy một cái bóng đen, nó có gương mặt đáng sợ lắm. Thiệt. Làm gì có chuyện ban quỷ quan đường như vậy. Em nói thiệt mà. Đáng sợ lắm. Đáng sợ lắm. Em xin lỗi anh. Dân. Chị nghe Bảo nói đã. Dân. Dân. Bảo xin lỗi. Thật ra Bảo chỉ muốn có ý tốt, nhưng không ngờ. Dân nè, thật ra không phải những gì mình thấy cũng là sự thật đâu. Với lại Nam không thể nào mà thích Mai được. Thật ra chỉ là Dân thấy hơi bất ngờ một tí thôi à. À, nè, hay là mình quay lại hỏi Nam và Mai cho rõ nha. Đi. Không cần phải hỏi đâu. Nghĩa là sao? Dân. Mai đâu? Cô về rồi. Mà sao vậy? Có chuyện gì? Mày thiệt là. Mày biết khi nãy ai mới về tới đây không? Là Dân đó. Dân. Dân tới đây chi vậy? Dân đâu rồi? Về rồi chứ đâu. Sao tự nhiên lại tới đây ta? Mà có chuyện gì vậy? Thì mày với Mai. 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 Em đứng lại. Tại sao em lại lừa anh? Em có lừa gì đâu. Em không biết gì hết á. Rồi đó. Anh buông tay em ra đi. Đau quá à. Chính em nói với anh là Nam muốn gặp Dân. Rồi em lại thừa cơ hội lúc anh dẫn Dân tới. Em lại diễn một cái trò ưng ái gì đó với Nam trước mặt Dân vậy đó hả? Anh biết em thích Nam, nhưng không nên dùng cách hèn hạ như vậy để làm tổn thương Dân, còn ảnh hưởng tới anh nữa nè. Em xin lỗi, nhưng mà em không có muốn làm tổn thương ai hết á. Em không có muốn làm như vậy đâu. Nhưng mà không phải là em nghĩ cho riêng mình em đâu. Đúng là em có ích kỷ, nhưng mà ngoài bản thân em ra, em còn nghĩ cho anh nữa. Tại sao lại vì anh? Anh à, chẳng phải nếu như chuyện tình cảm của Dân và Nam bị ảnh hưởng, vậy thì anh sẽ dễ dàng đeo đuổi Dân. Như vậy không phải là quá tốt hay sao? Anh không bao giờ làm những chuyện thừa nước đục thả câu như vậy. Huống chi anh với Dân là bạn. Là bạn, em hiểu không? Là bạn hả? Là bạn thật không?
anh có dám nhìn thẳng vô mắt em mà nói là anh coi Dân là bạn của anh không? Hả? Phải là bạn không? Anh có coi Dân là bạn không? Anh có coi Dân là bạn không? Thôi được, không cần anh phải thừa nhận cũng được. Anh tự hỏi lại bản thân của anh đi. Cái quan trọng là anh yêu Dân thế nào. Đúng đó, em yêu Nam đó. Em muốn giành Nam về phía bên cạnh em đó. Vậy thì sao? Chẳng phải là anh có thể đem lại hạnh phúc cho Dân tốt hơn Nam hay sao? Anh đến với Dân, Dân sẽ không cần phải là một đứa con bất hiếu nữa. Như vậy sẽ tốt cho Dân. Dân sẽ không phải khó xử với mẹ của cô ấy. Vậy là mọi chuyện hoàn hảo, mọi chuyện sẽ rất là tốt đẹp, đúng hay không? Em nói đúng mà. Không có chuyện gì là tốt đẹp vẹn toàn cả. Không phải do anh, em muốn là được đâu. Sao lại không? Hả? Tại sao lại không? Em nói được là được. Em nói cho anh biết, trong tình yêu là phải đấu tranh, phải đấu tranh tới cùng kìa. Chưa đi hết cuối đường mà, không ai biết là ai sẽ chiến thắng đâu. Cho dù mình có chiến thắng hay không đi chăng nữa, thì bản thân của mình cũng không bao giờ hối tiếc, anh biết không? Hỡi nụ hồng bé nhỏ của ta ơi, ta là chị thật hạnh phúc đây. Bây giờ nàng hãy nói cho ta biết là nàng đang nghĩ gì vậy? Nếu là thần, tại sao phải hỏi trong lòng ta đang nghĩ cái gì kia chứ? Vậy xem như ta chưa hỏi câu hỏi này, ta hỏi câu hỏi khác. Bây giờ nàng hãy cho ta biết nàng có muốn được sống trọn đời với người mình yêu hay không? Vậy thì thần phải hỏi xem người mà ta yêu có muốn cùng ta thề ước hay không? Vậy để ta hỏi xem. Chàng ấy trả lời rằng chàng ấy rất muốn được cùng nàng sống với nhau hạnh phúc tới trọn đời, lúc nào cũng làm nàng vui và dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất của chàng ấy.
tử rồi à? Ba cầm lấy cái này đi, rồi ba về nhà ông Y Tuyên liền nha. Ba đừng có ở đây nữa, ở đây bây giờ nguy hiểm lắm. Ba đi đi, ba mà ở đây là con với ba lộ hết thân phận luôn đó. Chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể xem thường thằng Nam, nhất là con. Đừng để nó lật ngược thế cờ. Con biết rồi. Ba đi đi ba. Ba đi sớm đi ba. Nếu không vì con có tình cảm với nó, con đã không để lộ sơ hở, cho nó cơ hội theo dõi con hết lần này đến lần khác. Nó là một đứa ranh ma, bản thân nó không khác gì ba của nó. Mỗi lần tiếp cận con là nó lại cố tình khai thác, tìm cách đuổi con ra khỏi nhà. Con, nó đang bảo vệ gia đình của nó, với con không là gì trong mắt nó cả. Rồi sẽ có một ngày, vì sự mềm lòng của con sẽ để con vào chỗ chết, con biết không? Con ai bắt con trả một, con phải trả lại cho nó 10. Con nên nhớ, không được nhân nhượng với kẻ thù. Con nghĩ là từ cái chuyện thay nhãn mát cháo đồ giả, ba phải biết được thủ phạm là ai mới đúng chứ. Ba đuổi thằng Tính nghỉ rồi, nó là thằng phản phúc, ăn cháo đá bát. Thật sự là trong lòng ba không nghi ngờ điều gì sao? Con nói sao? Ba thử nghĩ lại những người xung quanh mình. Ý con là sao? Người bên cạnh mình đáng nghi ngờ nhất đó ba. Con muốn nói của Mai à? Anh tính theo ba nhiều năm như vậy, ba phải là người hiểu rõ hơn con mới đúng chứ. Cho dù là vậy, nhưng cô Mai không thể nào có liên quan. Con đừng quá ác cảm với cô ấy. Đáng lý ra con không muốn nhúng tay vào việc làm ăn của ba, nhưng dù muốn dù không, con cũng phải bảo vệ tên tuổi cho Trường Thịnh và làm sáng tỏ chuyện này. Cho dù thế nào, con vẫn là con của ba. Ba muốn hai cha con mình phải chung một chí hướng, dù thành hay bại, cũng vì danh dự của Trường Thịnh. Mình làm gì? Đâu là kẻ thù? Đâu là người mình yêu? Con phải nhớ, tuyệt đối không được nhân nhượng với kẻ thù của mình. Con tuyệt đối không được nhân nhượng với kẻ thù của mình, con hiểu chưa? Hắn đã làm cho cả gia đình ta tan cửa nát nhà, hắn đã giết chết mẹ con. Con tuyệt đối không được nhân nhượng với kẻ thù. Phải, không được nhân nhượng với kẻ thù, không được nhân nhượng với kẻ thù. Không được, không được, không được nhân nhượng với kẻ thù. Nghe chú nói nè, con ra cháu. Chiều chú đi, rồi bố gì cũng chú được. Chú đi ra đi, tôi la là bây giờ. Con tôi dơi, bố tôi ra. Bố tôi ra. Chú bố ra, tôi la là bây giờ. Bố ra, bố ra. Thank you.
em giỏi như vậy. Anh thấy hạnh diện quá. Anh chọc em á hả? Cho anh biết tay nè. Không có, anh chân thiệt mà. Giờ anh không đồng ý với em đâu. Sao vậy? Tất cả những gì mà các người đang có là của gia đình tôi. Chính các người, chính các người đã bức gia đình tôi vào đường cùng. Chính các người, chính các người. Đừng trách tôi. Chính các người đã hại gia đình tôi. Là các người. Mày uống thuốc đi, rồi đi ngủ sớm. Bây giờ cũng trễ rồi, không ấy con ở lại đây một đêm, rồi sáng mai con về trang trại sớm. Lâu rồi con không ở nhà, để mẹ nói chị hai dọn phòng cho con nha. Không cần đâu mẹ, con nằm ở đây cũng được mà. Vậy sao được chứ? Con không có sao. Lâu lâu con trai ở lại một đêm chăm sóc cho mẹ cũng không được nữa hả? Mẹ mong như vậy lâu lắm rồi. Là người một nhà, lẽ ra phải sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Bữa nay nghe con nói là con muốn gặp ba để nói chuyện, mẹ mừng lắm. Là cha con đâu thể giận nhau hoài, đúng không? Con luôn nhớ, con là con cháu của nhà Trường Thịnh. Con không có quyền lựa chọn, nhưng như vậy không có nghĩa là con đồng thuận với những việc làm của ba. Con lại nhắc nữa rồi. Thôi, con không đói nữa. Mẹ ngủ sớm đi nha. Mẹ ngủ ngon nha.
Khuya rồi sao ba chưa ngủ nữa? Con có nghe thấy gì không? Giữa đêm khuya vắng, ai mà thổi sáo như vậy? Thời gian gần đây gia đình mình xảy ra nhiều chuyện quá. Bây giờ lại thêm tiếng sáo quái quỷ này. Ba không muốn lo cũng không được. Vân à, Vân, 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 con nằm mơ thấy gì mà la thất thanh vậy, hả? Con nằm mơ hả? Con xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ thức giấc. Chắc là con buồn trách mẹ nhiều lắm phải không? Không có đâu mẹ ạ. Làm sao mà con trách mẹ được chứ? Mẹ là mẹ của con mà. Tại vì mẹ yêu thương con nhiều quá rồi nên mẹ không muốn con phải khổ như vậy. Nhưng mà con tin mẹ đi, nhà Trường Thịnh không có ai tốt hết á. Rồi nó cũng sẽ tồi tệ như ba nó, như chú nó thôi à.
Chuyện quỷ quái gì đây? Hay là chứ? Đã xảy ra chuyện gì?